Xin chào quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về bệnh sương mai trên cây dưa leo nhé quý vị nha. Đây, bệnh sương mai trên cây dưa leo, chúng ta nhìn thấy những cái đốm trắng trắng trên cái lá dưa leo. Nó sẽ xuất hiện từ những cái lá già sang lá non đó quý vị ha. Và hãy nhấn đăng ký và chia sẻ để cập nhật nhiều thông tin mới nhất từ kênh nhé quý vị. Hãy ủng hộ kênh của chúng tôi nếu thấy hữu ích nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về bệnh sương mai. Bệnh sương mai là một cái loại nấm bệnh phổ biến xuất hiện trên nhiều loại cây trồng. Nó gây ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng của cây trồng. Và bệnh sương mai là một cái bệnh trên lá do một cái sinh vật giống như là cái nấm gây ra. Nó lây lan và nó có thể lan từ cây này sang cây khác bằng cái bào tử nấm trong không khí. Đây là một cái loại nấm bệnh thường xuất hiện trong cái thời điểm mà thời tiết nó ẩm ướt kéo dài. Và cái loại bệnh này thì nó xuất hiện trên nhiều loại cây trồng khác nhau, trong đó phổ biến nhất là cái cây họ bầu bí, ví dụ như là dưa chuột, dưa gang, bí đỏ và các loại hoa, cây cảnh và loại rau ăn lá vân vân. Tìm hiểu về cái bệnh sương mai trên cây dưa leo thì cái bệnh được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1868 ở Cuba và sau đó nó được tìm thấy ở khắp các cái nơi ở Bắc Mỹ và đến nay nó phổ biến hầu hết ở khắp các cái nước trên thế giới. Thì chúng ta thấy những cái lá nó có những cái đốm màu trắng và cái nó nằm theo từng cái ô trên đường gân lá, nó có cái gân lá nó là cái nơi ngăn cách rất là rõ ràng và mặt dưới nó thì nó bị có nhiều cái màu trắng. Và tên thường gọi của cái bệnh này đó là bệnh sương mai. Cái loại cây bị bệnh thường nhất đó là họ bầu bí, như chuột, các loại hoa, cây cảnh và rau ăn lá. Triệu chứng thì cái vùng nhiễm bệnh nó đổi màu trên bề mặt lá, màu xanh nhạt đến màu vàng, sau đó chuyển sang màu nâu. Nó thuộc một cái loại nấm giống như cái tên là Oomycetes giga. Và cái thời điểm là khi thời tiết ẩm ướt nhiều ngày thì cái bệnh này xuất hiện nó nặng hơn. Và cái triệu chứng cái bệnh sương mai trên cây dưa leo thì như thế nào? Cái bệnh nó hại các cái bộ phận trên lá, thân, cành, thậm chí là cả ở quả, những cái vị trí như ở quả và gây hại. Nhưng mà nó chủ yếu là gây hại trên lá. Và trên lá thì các cái vết bệnh lúc đầu nó chỉ là những cái chấm nhỏ không màu hoặc là cái màu xanh nhạt. Sau đó nó chuyển sang màu vàng xanh, vàng đến nâu nhạt, hình tròn, đa giác hoặc là cái hình bất định. Vết bệnh thường nó nằm rải rác trên lá hoặc là nằm dọc các gân lá. Vết bệnh có cái góc cạnh không định hình. Và mặt dưới lá thì chỗ vết bệnh thường hình thành một cái lớp nấm mốc màu trắng đến xám. Đó là các cái cành bào tử của cái phân sinh của cái nấm bệnh gây ra. Bệnh nặng thì nhiều vết nó hợp lại thành một cái vết lớn và gây rách nứt lá, các cái mô tế bào bị bệnh, thậm chí là nó làm biến dạng và cây phát triển yếu, có khả năng dẫn đến chết. Đây là cái mặt trên của lá, chúng ta thấy nó chuyển từ cái màu xanh sang màu vàng nhạt và nâu, có hình tròn và sau đó thì nó chuyển sang đa giác và nó lấn dần ra đến các cái gân lá này thì nó dừng lại. Và mặt dưới lá thì nó có những cái ổ nấm nó hình thành bằng cái bào tử nấm như thế này. Và cái tác nhân gây bệnh sương mai trên cây dưa leo thì chúng ta cũng biết đó là cái nấm gây bệnh Pseudoboronospora cubensis và nó thuộc họ nấm là Boronoporeles, nhóm lớp Oomycetes. Cái sợi nấm hình ống, đơn bào, phân nhánh nằm len lỏi giữa các cái tế bào hình thành vòi hút để hút các cái chất dinh dưỡng và tạo thành các cái cành bào tử phân sinh. Thì nó đây là một cái nhánh như thế này và các cái cành bào tử nó hình thành như thế này quý vị ha. Và nó chui qua lỗ khí khổng, cành bào tử phân dạng hình cành cây và nó phân nhánh kép không đều đặn, đơn bào không màu. Cái phân cành này thì nó không màu, nhưng mà cái bào tử này thì chúng ta thấy là mặt dưới lá chúng ta dễ nhìn thấy cái màu trắng đến màu xám. Và cái đỉnh nhánh nhọn uốn cong hình cánh cung, bào tử phân sinh bầu dục ở đây. Và hình trứng đơn bào không màu, vỏ mỏng, nó có một cái núm nhỏ ở đỉnh. Và khi rơi vào giọt nước thì bào tử nó phân sinh nảy mầm và xâm nhập qua lỗ khí vào trong gian bào và mô cây ký chủ. Giai đoạn mà nó hữu tính, nấm nó hình thành bào tử trứng hình cầu màu vàng, màng nó dày chứa nhiều chất dinh dưỡng dự trữ tồn tại ở trên lá và tàn dư bờ cây bệnh. Ngoài ra thì cái sợi nấm trên tàn dư lá bệnh và cái nguồn bệnh nó tồn tại lâu cho các cái vụ sau. Nấm này nó có cái nhiều dạng chuyên hóa khác nhau đối với từng loài ký chủ, bầu bí, dưa, dưa bở, dưa hấu, dưa chuột vân vân và các loại cây trồng họ bầu bí. Về cái đặc điểm phát sinh của cái bệnh sương mai trên cái cây dưa leo thì cái sự phát triển của nó đối với cái bệnh này rất thuận lợi trong cái điều kiện mà ẩm độ cao, mưa phùn hay là mưa nhỏ
gió, sương hoặc là chúng ta tưới nước, ướt lá. Và nhiệt độ tương đối thấp là nó thích hợp nhất. Trong cái điều kiện mà có giọt nước hoặc là ẩm độ bão hòa, tức là ẩm độ nó đâu đó khoảng 100%, tức là chúng ta tưới nước nhiều đó, ở nhiệt độ 18 độ C thì cái thời kỳ tiềm dục của cái bệnh chỉ trong vòng khoảng 5 giờ. Tức là khi mà cái bào tử nấm nó tới cái lá cây thì trong vòng khoảng 5 giờ là nó nảy mầm và bắt đầu nó xâm nhập vào trào bên trong lá. Về cái biện pháp phòng trừ cái bệnh sương mai trên cây dưa leo, thì chúng ta cần lưu ý cái biện pháp có cái hiệu quả để phòng trừ bệnh này là tiêu diệt tàn dư thân, lá bệnh, làm tốt vệ sinh đồng ruộng ngay sau khi thu hoạch. Tức là để phòng trừ cho vụ sau, thì vụ trước chúng ta cần phải dọn sạch tàn dư thân lá, làm tốt vệ sinh đồng ruộng ngay sau khi thu hoạch. Và cái nữa là chọn cái giống tốt, lấy cái giống từ những cái ruộng khác không bị bệnh, và xử lý hạt giống bằng thuốc hóa học. Rồi không trồng liên tục nhiều vụ dưa trong năm để hạn chế cái sự tích tụ nguồn bệnh cho cái vụ sau. Đối với lại cái việc mà chọn giống tốt thì hiện nay bà con chúng ta trồng dưa chủ yếu là cái giống F1. Nên là cái việc tiếp theo đó là chúng ta phải xử lý hạt giống bằng thuốc hóa học trước khi chúng ta gieo, và không trồng liên tục nhiều vụ dưa trong một năm để hạn chế cái sự tích tụ nguồn bệnh cho các cái vụ sau. Tỉa bỏ những cái cành nhỏ vô hiệu giúp ruộng dưa thông thoáng, làm sạch cỏ gốc để hạn chế cái sự lây lan. Và ngắt bỏ bớt các cái lá già, các cái lá bệnh dùng màng phủ nông nghiệp, không để lá tiếp xúc với mặt đất. Và đối với là cái nhóm phòng thuốc phòng trừ bệnh cho cái cây dưa, nếu như mà trên ruộng dưa chúng ta hái 2-3 đợt thì cái lá vàng nó sẽ nổ lá và xuất hiện, đó là cái bệnh này thì chúng ta cần phải sử dụng như thế nào. Chúng ta có thể sử dụng cái sản phẩm thuộc cái gốc măng cầu dép, đó là cái nhóm dithan M45 hoặc là cái dithan M45 xanh. Và chúng ta có thể dùng tới cái nhóm măng cầu dép, và kể cả cái những cái hoạt chất mà các cái công ty họ khuyến cáo, thì cái liều lượng khuyến cáo sử dụng là từ 2 đến 2,5 kg trên 1 hecta. Và ngoài bốn cái loại mà chúng ta có trên cái hình này thì còn các cái loại tên khác của nhiều công ty khác nó nhập khẩu phân phối cùng cái hoạt chất măng cầu dép, thì chúng ta vẫn có thể sử dụng được trên đồng ruộng của mình để phòng cái nhóm bệnh sương mai. Và thứ hai là cái nhóm thuốc gốc đồng. Đối với là cái nhóm gốc đồng thì chúng ta cần chú ý là nên phun ướt đều hai mặt lá, chủ yếu là mặt dưới lá, phun 2 đến 3 lần, mỗi lần cách nhau từ 7 đến 10 ngày. Nếu sử dụng thuốc gốc đồng là phải phun đúng nồng độ thuốc được khuyến cáo, không phun quá liều vì cái lá dưa nó rất mẫn cảm với độc, tuân thủ đúng thời gian cách ly được ghi trên nhãn thuốc. Thì các cái loại đó có thể chúng ta sử dụng như là cái nọt siêu nè, và cái nano đồng, hay là cái copper zinc, hoặc là cái đồng đỏ, vân vân. Cái liều lượng sử dụng thì đối với loại dạng bột thì đâu đó khoảng từ 0.8 tới 1 kg trên 1 hecta. Và cái dạng nước thì đâu đó từ 1 đến 1,2 ml trên 1 lít nước. Và chúng ta phun ướt đều cây trồng. Lưu ý, ngoài bốn cái loại này chúng tôi có hình ảnh ở đây, thì còn rất là nhiều cái tên khác mà có cái gốc đồng do nhiều công ty nhập khẩu và phân phối cái hoạt chất đồng tại Việt Nam. Và tiếp theo đó là cái nhóm mà phòng trừ hiệu quả tiếp theo, đó là cái nhóm chlorothalonil, để mà chúng ta phòng trừ cái bệnh sương mai cho cái cây dưa leo. Thì nhóm thuốc chlorothalonil này nó có thể là có cái daconin, đây là đơn chất chlorothalonil 50%. Và cái thứ hai có thể sử dụng đó là cái Revut Opti. Và cái thứ ba đó là cái chionin. Cái đây là cũng là một cái sản phẩm mà nó trừ rất là tốt cái bệnh sương mai. Và tiếp đó là cái sản phẩm Optiva. Đối với Optiva và Revut Opti thì đây là hai cái sản phẩm nó gọi là phối hợp với lại cái gốc chlorothalonil và cái mandirobamid, và bên đây thì cái azoxystrobin cộng với chlorothalonil, thì cái hiệu quả phòng trừ của nó nhanh và cao hơn so với lại cái đơn hoạt chất chlorothalonil không. Thì ngoài cái sản phẩm này thì chúng ta cần lưu ý là đối với cái dạng bột thì chúng ta sử dụng từ 1 đến 1,5 kg trên 1 hecta. Đối với dạng nước thì sử dụng từ 1 lít đến 1,2 lít trên 1 hecta. Ngoài bốn cái dạng này thì nó còn rất là nhiều cái tên khác của nhiều công ty khác nhập khẩu phân phối với cùng cái hoạt chất gốc chlorothalonil này. Và cái nhóm metalaxin, đây cũng là một trong những cái nhóm hoạt chất mà nó có thể phòng trừ rất là tốt cái bệnh sương mai trên cây dưa leo. Thì cái metalaxin thì nó có dạng là metaxin, matasin, và dạng thứ hai đó là metalaxin đỏ, hay là cái mesin MZ, và kể cả cái gidumingon. Nhóm này thì chúng ta cũng sử dụng với cái liều khuyến cáo là từ 2 kg tới 2,5 kg trên 1 hecta. Và ngoài bốn cái loại có trên hình này thì còn cũng nhiều cái sản phẩm nó có cái hoạt chất metalaxin này mà do nhiều công ty
khác nhập khẩu và phân phối trên thị trường thì chúng ta đều có thể sử dụng để phòng trừ tốt. Tuy nhiên chúng ta cũng cần lưu ý những cái sản phẩm nó có cái chất phụ gia tốt để chúng ta sử dụng trên cây dưa của mình. Sau khi phun sạch được cái bệnh sương mai thì nó còn giúp cho cây dưa xanh lá, dày lá, mở đọt và bóng lá, thì nó sẽ cho được cái năng suất cao và thời gian hái được lâu hơn. Lưu ý cách phòng bệnh sương mai trên cây dưa leo thì cái điều đầu tiên nhất là chúng ta nên phun tát ghép, ướt đều tán lá. Thứ hai là phun thuốc lưu dẫn sẽ giúp quản lý tốt bệnh hơn là thuốc tiếp xúc. Thứ ba, vòi phun phải mịn và áp lực phù hợp trên từng loại cây trồng. Tức là cây dưa leo thì cái vòi phun nó mịn và áp lực hơi thấp thôi, chứ áp lực cao thì nó dễ bị ảnh hưởng tới lá. Tốt nhất là quơ cần chọc từ trên xuống và hướng từ dưới lên để thuốc tiếp xúc được cả hai mặt lá. Vào mùa mưa phải phun phòng khi chớp xuất hiện bệnh. Và chú ý nên phun ướt đều hai mặt lá, chủ yếu là mặt dưới, phun 2 đến 3 lần, mỗi lần cách nhau từ 7 tới 10 ngày, tuân thủ đúng thời gian cách ly được ghi trên nhãn thuốc. Đó là một số thông tin chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị về cái bệnh sương mai trên cây dưa leo và giải pháp phòng trị. Rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi và đóng góp video của quý vị. Hãy nhấn đăng ký và chia sẻ để cập nhật nhiều thông tin mới nhất từ kênh nhé. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại ạ.